Thức ăn vỉa hè ở Việt Nam có chất gây nghiện, tin từ Hà Nội. Dân chúng Hà Nội đang xôn xao trước tin cho biết là thức ăn bán trên các con đường phố, từ thịt nướng tới nem chua, đều có trộn hoa anh túc, tức là thuốc phiện. Mới đây, thì Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã công bố danh sách của những thức ăn trên vỉa hè như giò chả, nem chua, có tới 88% chứa vi khuẩn gây bệnh đường ruột vì sử dụng nguyên liệu bẩn, không hợp vệ sinh. Dân chúng còn đang bàng hoàng với bản phúc trình này, thì ngày hôm nay họ lại giật mình trước tin thực phẩm vỉa hè có chứa chất gây nghiện. Một đầu nậu buôn hương liệu tàu ở Lạng Sơn, ở Hà Nội thú nhận rằng hương liệu tàu có pha chế bột hoa anh túc, bột cây anh túc và bột cần sa. Hương liệu tàu bán rất chạy vì chỉ cần cho một chút vào thịt nướng hay nem chua sẽ dậy mùi thơm. Tại các quán vỉa hè nằm trên đường Láng, Nguyễn Khang, thực khách nườm nượp vào nem chua thấy rõ đã tẩm trước bột, có chứa hương liệu tàu, khi có khách thì mới đem chiên. Ngoài làm thơm, lớp bột màu vàng bao bọc bên ngoài sẽ làm cho khách hàng bắt mắt, không thấy bên trong là thịt ôi, thịt đã để lâu ngày.